Theo đại diện công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp để truy bắt, làm sao giải cứu cháu bé thành công. Tuy nhiên, quá trình ra soát, tìm kiếm, công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra đến nay, công an thành phố Hà Nội xác định Giáp Thị Huyền Trang là đối tượng bắt cóc. Trên đường lẩn trốn, biết lực lượng công an đang giáo giết truy bắt, không thể trốn thoát nên đối tượng đã tự sát. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không nếu không có dấu hiệu của đồng phạm thì theo quy định của pháp luật đơn vị chức năng sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã chết